Chào mừng các bạn đến với kênh của bé Sinh Đôi Lia và Timo. Hôm nay thì Uyên chia sẻ với các bạn món ăn làm từ khoai tây. Rất đơn giản, nhanh gọn nên nha các bạn. Ăn cũng không kém phần hấp dẫn nha. Khoai tây nè, hành tây, một ít bột mì, một quả trứng gà. Thì nguyên liệu ăn kèm là rau các loại tùy theo mình thích nha. Hôm nay Uyên có xà lách và cà rốt và một ít dưa leo. Còn đây là dầu chiên, giấm táo, nước tương và một ít đường để làm nước chấm nha các bạn. Khoai tây sau khi chúng ta đã cắt sợi nhuyễn á, vắt ráo nước nha. Mình trộn vào, mình cho tí đường vào nha. Các bạn nào thích ăn ngọt hơn thì tùy theo mình nha. Mình cho xíu đường thôi à. Tại cái này mình ăn làm như món mặn. Mình không có sử dụng muối nha các bạn. Tại vì muối đó, mình có ăn nước chấm rồi đó, nên không sử dụng muối nữa. Tại ông xã mình ăn cùng đó, nên anh không có ăn muối. Rồi một quả trứng gà mình lấy chồng đỏ nè, chồng trắng mình bỏ bớt nha, nó nhiều quá nó bị nhão bánh không ngon. Rồi mình cho bột vào trộn. Mình để cho nó thấm, nó tan, thấm bột với hòa quyện các loại nguyên liệu với nhau á, thì mình bắt đầu đem chiên. Bạn thích ăn mềm á thì bạn cho thêm trứng gà vào, còn mình thích ăn giòn á mình để ít trứng gà thôi, để cho cái độ giòn của khoai tây nó còn với bột mì nó giòn đó các bạn. Ở bên nước ngoài ta ăn các nguyên liệu, các gia vị nó đơn giản lắm, nó không có nhiều gia vị như mình. Đây là xong mình để đó nha, mình để đây, đợi cho nó thấm 5 phút đi, rồi mình bắt đầu chiên. Khi nào ăn mình chiên. Còn nước chấm á, thì đây là nước chấm mình làm nó thì theo cái khẩu vị của mình thôi. Mình có 2 muỗng cà phê đường, 2 muỗng cà phê đường dung nha. Cho mình cho một tí nước vào, hòa tan. Nước này mình đã nấu đun sôi nha các bạn, đun sôi để nguội rồi. Mình cho 2 muỗng nước tương vào nha. Mình cho 1 muỗng giấm táo vào. Thêm đi, thêm 1 muỗng đi, 2 muỗng giấm táo vào đi. Vậy là cái nước chấm của mình là 2 muỗng đường, 2 muỗng nước tương, 2 muỗng giấm táo. Thì lượng nước thì bạn canh tùy theo cái khẩu vị mình ăn lạc, ăn mặn gì đó. Tại mình thì ăn nhạt và ăn chua. Cái này mình làm nước chấm giống như là ăn bột chiên đó các bạn. Mình cho vài lát ớt vào. Này ông xã mình không ăn cái nước chấm này, chỉ có mình thôi. Ông xã mình ăn kèm với Apfelmus là táo nấu đó các bạn. Táo nấu chín rồi đó. Đây nước chấm mình đây xong rồi đây. Rồi xong, khi làm xong cái này thì các bạn chiên lên thôi là ăn nhé các bạn. Mình chia sẻ những cái gì đơn giản nhất thôi, tại sống ở nước ngoài các bạn biết không? Không có thời gian làm đồ cầu kỳ đâu. Càng nhanh gọn, miễn sao ăn thì có dinh dưỡng đủ chất để đi làm thôi nè các bạn nha. Rồi bắt đầu mình chiên nha. Khi nào ăn thì các bạn chiên, bắt chảo nóng để một tí dầu thôi nha các bạn. Đừng để dầu nhiều quá, loại này không cần dầu nhiều. Chút chiên xong mình mời các bạn ăn cùng gia đình mình nha. Zinsschau erstmal. Kartoffelpuffer. Geriebene Kartoffeln sind das und gebraten. Là khoai tây chiên hết các bạn. Khoai tây bào và chiên. Còn mình ăn với rau với nước chấm giống như là ăn bánh xèo hoặc là bột chiên của mình thôi. Còn ông xã mình ăn theo truyền thống là ăn theo Apfelmus là cái táo á, cái táo xay ra nấu rồi các bạn. Das ist die Klasse, sei Klasse. Ja, das ist dann hier Apfelmus. Apfelmus như này các bạn, đây là cái táo người ta xay ra đó, ta bán sẵn vậy nè. Mình có thể tự làm ở nhà cũng được. Ở Việt Nam mình không có thì mình ăn chuối á, chuối mình xay ra mình hấp mình nấu lên cũng được nữa. Nochmal der Apfelmus abgefüllt wieder. Ein hübsches Schälchen. Dạ, mời các bạn cùng ăn món Đức của gia đình mình nha. Nửa Đức mà nửa Việt. Cái này mình làm mình có chế biến theo cái khẩu vị của Việt Nam rồi. Guten Appetit. Guten Appetit. Danke gleichfalls. Phê đá của mình nè. Du tippst schon oder? Das hier nicht so high, anders so high hier. Mhm, geht schon. Oh, lecker. Eins, zwei. Mình này ăn cuốn rau với các bạn, mình ăn cuốn rau nên bằng tay. Guten Appetit. Danke gleichfalls. Cái món này là ở nhà trẻ Đức ưa cho các con mình ăn lắm. Tại vì thức ăn mỗi tuần có lên lịch đó mình nhìn thấy. Mà các bé thích lắm các bạn. Các bạn làm thử cho các bé ở nhà mình ăn đi, dễ ăn lắm. Các bạn không có táo thì các bạn chuối các bạn xay nhuyễn ra, các bạn nấu sơ thôi. Nấu sôi cái bỏ tí đường vô nè. Mình cuốn mình ăn nè. Schmeckt wieder ganz lecker. Super. Schmeckt gut? Schmeckt gut, ja. Mình nghiền lắm. Cái này á, ở đây thì nó bán sẵn siêu thị luôn, nhưng mà mình tự làm thì mình thấy nó tươi ngon hơn. Siêu thị nó đông lạnh rồi. Giòn lắm các bạn. Schmeckt gut, Chelsea nhá. Ở đâu mình ăn mình thấy ngon. Ăn cũng đỡ hạt mấy món bánh xèo đồ Việt Nam mình á. Chắc thì vui nha. Geht schon. Dankeschön, geht schon. Mình làm cái chén cà rốt ngâm giấm cho ông xã mình ăn. Mình chỉ ngâm giấm thôi, tại cà rốt nó ngọt sẵn, mình không có để đường nữa. Ngon lắm các bạn ơi, ăn thử đi. Này cái chỗ mình ngồi trong bếp á, nó thấp hơn so với mình á, nó cao hơn so với mình á. Ăn gì cũng có dinh dưỡng, là có trứng nè, có tí bột nè, có khoai tây nữa, có rau vô, ăn với mình đủ chất rồi đó. Lecker. Mình ăn cay không? Ừ. Để mình coi cái bánh nhân chảo nó dạng chưa, lấy xuống trong xám rồi nữa. Được hấp nóng nha Jesse. Dạ, xin mời. Chị cái này không cần dầu nhiều nha các bạn. Dầu ít là chảo không dính, tí dầu là được rồi. Ăn này cũng không có dầu nhiều mỡ nhiều đâu, các bạn yên tâm đi. Cái món này là món mà mình mới qua là ông xã mình làm cho mình ăn đó, cho mình học theo ảnh đó. Cái món duy nhất là ảnh làm cho mình ăn luôn. Schnell aufessen, jetzt gibt's gleich neue, frische. I see the Deutsche Speise to have gemacht for me. Oh. Mình nói là cái món duy nhất mà ông xã mình đã làm cho mình ăn từ hồi quen biết tới giờ 8 năm rồi, là ảnh chỉ cho ảnh làm cho mình ăn cái món này đầu tiên, là cái món duy nhất luôn, không có món thứ hai. Noch was? Ja, das noch, danke schön. Schon ein bisschen? Geht schon? Hm, alles super. Mhm. Das ist, wo wir man bei mir schmeckt. Oder nicht? Ja, halb. Aha. Ein kleines Blatt, ne? Noch für dich? Mhm. Keine Ahnung, ja. Chả mình ít chịu ăn rau lắm, ăn không? Mình kêu ăn nửa lá thôi, ăn mà cũng nửa lá nữa. Bisschen scharf, wo wir tun, ein bisschen scharf. Bisschen scharf? Bisschen Sauce scharf hier? Klein wenig, ja. Mhm. Danke, geht schon. Bitte mal. Scharf? Mình cho ông xã mình chấm thử cái nước chấm, ảnh thường họ không thích ăn nước chấm. Schmeckt gut? Oder nicht? Doch, super. Noch mehr oder nicht? Ich esse hier weiter. Ngon lắm mà không chịu ăn thịt hàng con của mình á. Ăn ngon lắm mà không chịu ăn. Beide ăn das nicht. Hai chồng mình xin cảm ơn các bạn đã xem buổi ăn trưa đơn giản của hai chồng mình. Hai chồng mình rất là đơn giản trong ăn uống nha các bạn. Chào tạm biệt. Tschüss. Xin chào tạm biệt. Xin chào. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt các bạn.